Nhãn đây cô bác ơi, nhãn cái vỏ mỏng dính cái hạt nhỏ xíu đây cô bác ơi. Ê, bé đang thui bán nhãn. Dạ bé. Mua phụ con. Ký nhiều à? 47. Anh thằng ơi trời. Ở đây đại vườn người ta căng ký có 35 ngàn mà bán lẻ bán ký 40 bán đầu người ta bán xuống à. Nhãn gì ăn không có thấy vị gì hết trơn á. Nãy giờ ăn nhiêu đây nè không thấy vị gì hết trơn, bán 40 ngàn ký thôi thua mày luôn á. Ê ê, tao mua nhãn tao được thử không? Ủa nãy giờ con tưởng mấy cô thử đã. Ê con la đen bán nhãn nè, đi ra ăn nhãn nè mấy bà mua phụ nó nè. Đi ra. Mấy bà. Mấy nè. Bà ơi. Ngọt không? Ngọt. Ăn đi mấy má. Ăn ơi, ăn ơi, ăn tiếp nó, ăn rồi mua tiếp nó. Nhỏ nó thử đi ngọt thì mua. Mua. Mua ủng hộ nó đi nắng tụi nó. Ăn đi mấy bà. Ăn rồi ngon rồi mua, còn ngon rồi thôi. Ăn đi. Được thì ủng hộ nó, sáng giờ chưa ai mở hàng. Nói chung mấy cái ăn thử nhiệt tình đêm. Ngon thì mua còn không ngon thôi chứ đâu có ai ép buộc gì đâu. Ba cái nhãn này đặc nhất gì ai mua cho. Ngọt này. Cảm ơn anh hiểu chưa? Con cũng không ăn.